Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng hôm nay thì em cùng với anh Hương thì mình cũng đến Quy An phường 7 nè, để mình sẽ phát là 50 phần quà để giúp cho 50 bà con khó khăn ở khu vực phường 7 có những phần quà vào ngày rằm tháng 10 ha. Đây hiện tại thì bà con cũng đến lai rai rồi anh chị. Ở bên trong thì tụi em cũng đang sắp xếp và chuẩn bị các phần quà để chuẩn bị phát cho bà con ha. Về kinh phí thì 50 phần quà này là của nhóm 143 và cũng có gửi thêm là mỗi bà con là 100 ngàn là kinh phí đó là của anh Hiền và chị Phước ở bên Canada ha anh chị ha. Thì một phần quà thì gồm có là 10 kg gạo và một thùng mì và phần nước tương, nước mắm và một chai dầu ăn và bịch đường và bịch muối ha. Thì bây giờ em mời anh chị mình sẽ vào bên trong để chuẩn bị phát quà cho bà con nha. Ngày hôm qua thì em cũng cùng với anh Hương á, mình cũng đi đem những phần quà nè đến hai điểm, là điểm đầu tiên là ở phường 7 đây và điểm thứ hai là ở dưới xã Phú Khánh của huyện Thành Phú anh chị. Ở dưới đó thì tụi em sẽ dự định mình sẽ phát 50 phần quà vào ngày mai. Đây thì tụi em sử dụng mì ba miền nè, còn đây là nhu yếu phẩm như là có nước mắm, nước tương, dầu ăn, đường và muối. Còn đây là gạo. Đây một phần này là 10 kg gạo. Đây thì mình đến ở quý ban thì có mấy chị và mấy anh hỗ trợ cũng đỡ. Chứ mà có hai anh em làm thì cũng rất là cực anh chị. Ở đây thì cũng có băng đá rồi để bà con ngồi cũng đỡ anh chị. Chứ để mà bà con đứng nắng nôi đồ thì cũng thấy cũng kỳ kỳ nữa. Em thì em ngại nhất là dạ dạ tại vì là để bà con đứng nắng đồ con không có chịu. Dạ 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 chú cũng đi nhận quà hả chú? Dạ chú ở khu phố mấy chú? À dạ. Thường thường rồi mỗi năm có được nhận quà nhiều không chú? Dạ cũng như thường á, ai có cho cứ tới. Dạ. Hôm nay á phần quà của tụi con á trong đó có thêm 100 ngàn nha chú nha. Dạ thiện hồi có gì cái mình kiểm tra ha. Dạ. Kiểm tra cho đủ. Dạ. Đây thì tụi em cũng ưu tiên cho các chú các bác lớn tuổi. Còn mình xong á bắt đầu mình mới xét tới những người trẻ anh chị. Những phần quà thì bây giờ tụi em cũng đã chuẩn bị xong rồi. Ở đây thì cũng có anh Hương với địa phương cũng hỗ trợ cùng với em để phát những phần quà cho bà con ha. Bà con bây giờ cũng đến tương đối khoảng chừng hai mươi mấy người rồi anh chị. Chắc tụi em cũng sẽ phát lai rai. Chứ nếu mà đây quỹ ban thì để bà con tập trung mà đông quá thì có thể là chật. Mình cũng làm phiền ở quỹ ban. Tại vì ngày hôm nay là ngày thường nên quỹ ban cũng có làm việc á. Rồi thôi bây giờ vậy là hôm nay bà con của mình thì tại vì bên đây thì cũng không muốn nói cái gì thêm. Dạ. Con biết đây là cháu họ của con với chị Hai Mai. Dạ. Không? Dạ không, con ở phường 3 chú. Ở phường 3 hả? Dạ. Thôi vậy bây giờ hôm nay có những anh em phường 3 có rồi anh em nói chung ở Bến Tre đi ha. Dạ. Có cái tấm lòng từ thiện giúp bà con của mình, nhất là những người già, những người bệnh, những người eo đơn khó khăn. Thì hôm nay thì nhớ anh em rồi muốn người ta cũng không có thổ lộ cái gì. Dạ. Không biết giới thiệu sao. Dạ tụi con thì cũng đơn giản thôi chú. Hả? Chủ yếu là tụi con cũng muốn là bà con có được một phần quà vào ngày rằm tháng 10. Dạ. Rồi, cái phần quà hôm nay thì đây cũng cái tình nghĩa anh em gửi cho mình. Mặc dù nói đó chứ cũng giúp bà con mình giảm bớt được cái phần nào khó khăn. Trời ơi, đồng ý lắm rồi anh ơi. Dạ. Thay mặt địa phương cũng xin cảm ơn mấy anh em mà không giới thiệu thì dạ. Bài không giới thiệu. Dạ, tụi con cũng đơn giản chú, khỏi cần rồi, giới thiệu đâu chú. Bây giờ phát quà ha. Dạ. Được chưa? Dạ. Rồi bây giờ phát quà thì anh đại diện phát cái phần đầu tiên đi. Ở địa phương chú phát đi chú. Rồi bây giờ dạ. Phát anh bây giờ sau khi con phát quà rồi thì ở đây qua đây anh này sẽ chi cho mỗi người 100 ngàn nữa nha. Cũng như là gồm có một phần quà và thêm 100 ngàn nha mấy chú. Ơi, hay dạ. Rồi bây giờ không ăn giờ. Có gạo, có thóc, có quà. Chín năm đi chứ không nổi quá. Đây, dạ. Không nổi rồi nhờ người khác lên. Dạ.
Rồi vậy nè, ông coi thiếu bước ra ngoài đi xin anh. Rồi anh phụ giùm em. Thì anh Hương đây thì anh Hương sẽ phát tiền ha. Còn ở đây mấy chú địa phương thì mình sẽ phát những phần quà cho bà con. Đi ra rồi quay nữa đi vô. Bà lấy nhà rồi. Rồi đi đi. Dạ. Rồi không có trời tôi đi chừng nào về cũng được. Đây có đây. Vô. Rồi, cảm ơn nhiều. Mình cứ việc làm chậm chậm nha mấy bác. Dạ. Rồi nha. Rồi. Đâu? Đây thì mấy chú ở địa phương và mấy chị thì mình sẽ phát quà cho bà con. Còn anh Hương thì mình sẽ phát thêm cho bà con mỗi người là 100.000. Rồi. Hôm nay thì ở ủy ban cũng có làm việc anh chị, nên là cũng cái vị trí nó như là mình cũng phải hơi nhường lại cho ủy ban tí xíu, chứ nhiều khi người ta đi làm công việc rồi đó cũng không được, cũng rất là kỳ ha. Rồi. Rồi. Về khỏe nha bác. Dạ. Rồi, chị đưa phiếu em đi để ảnh tin ra ngoài cho chị. Anh xin luôn đi anh. Xin cho chị này đi, chị không nổi đâu. Ở đâu? Chú nhà đâu? Chú nhà đâu? Đó, chị đi đây. Rồi chị. Không nổi không? Đây cũng có cô để bán vé số. Dạ cô ơi, cô nhận tiền rồi cô. Nãy có phiếu rồi ha bác. Rồi. Dạ. Có tiền hả? Dạ có thêm 100.000 nữa. Dạ. Đây thì cô này cô cũng vậy là cô này là chưa có nhận tiền. Chưa nhận tiền. Vậy là cô cũng đi nhận giùm hả cô? Nhận giùm á. Dạ. Ôm lấy tiền xem đã ôm. Dạ. Tại vì có giống như là mấy người ta lớn tuổi nhận không được hả cô? Không được. Dạ. Mấy người này là cho là đầu hàng không có lấy được. Dạ. Dạ, dạ chú về hả chú? Dạ. Dạ rồi chú về đi chú bước ra con hả chú? Dạ. Rồi đi. Ừ,
Ủa sao không để chất lên trên cái ôm để chị ôm cái thùng mì ở dưới. Đi ra để tính. Dạ, chú nhận giùm nữa hả chú? Nhận giùm. Dạ. Dạ đi cũng được. Dạ. Để sắp lại ngay lại. Không có, để sắp không sắp ngay lại cho dễ ôm hơn. Lấy vô nữa chứ không. Dạ. Đúng rồi đó. Để gì đó cái mình để gạo với để quà lên. Gạo rồi đó. Nãy giờ phụ luôn hả chú? Hồi nãy hồi phụ không làm. Dạ. Không có người mới mượn ông phụ. Dạ có kèm. Chứ bây giờ sai chú mượn coi được rồi. Dạ. Dạ. À cũng như là có những phần đưa tới nhà luôn hả chú? Mấy người trong dạ. Trong làng á. Ủa có lấy tiền chưa? Có lấy tiền chưa? Anh ơi. Rồi chú nhận đi, nhận đi. Chú kẹt. Chú thiệt chưa lấy tiền. Chưa lấy tiền. Chú anh nhận tiền chưa? Anh á. Rồi ha. Có những phần thì như là người ta đi không được á, nên là địa phương người ta sẽ đem tới tận nhà luôn anh chị. Còn nhiêu phần đó anh Hưng? 9 phần. 9 phần hả? Tụi em cũng phát mỗi người vậy là 100 ngàn á, nên mình đếm lại số tiền là mình cũng biết còn lại bao nhiêu phần á anh chị. Còn có chú ở địa phương thì chú cũng kiểm tra phiếu á, cũng dễ cho mình á. Chờ hết không? Chờ hết không cô? Có gạo thì lấy đây à? Sao cô không đem theo dây ràng để mình ràng cho nó dễ? Để vậy. Cô về khỏe hả cô? Hôm nay phát quà về thấy cũng vui ha chú ha. Vui. Dạ. Nói chung là mình giúp cho bà con thì cái tình nó nhiều. Dạ. Cái của thì nó ví dụ như phần quà thì nó như vậy á, nhưng dạ. Đó là cái tình giúp cho người dân của mình nó cũng được cái phần nhỏ mát. Dạ. Dạ. Nhân đây thì con cũng gửi lời cảm ơn ở địa phương đã tạo điều kiện cho con có một cái địa điểm và cũng hỗ trợ cho hai anh em con để phát những phần quà đến cho bà con nhà ngày rằm tháng 7 ha chú. Rồi. Dạ. Thì buổi phát quà hôm nay thì cũng đã hoàn thành rồi anh chị. Thì thật sự thì hai anh em cũng rất là mừng ở có địa phương nào đó người ta cũng hỗ trợ để cho mình phát quà phụ. Chứ nếu mà có hai anh em thì cũng rất là cực đó anh chị. Tại vì nhiều khi mình phải vừa kiểm phiếu nè, vừa phát quà, rồi vừa phát tiền cho bà con nữa thì cũng rất là cực. Thì nhân đây thì em cũng gửi lời cảm ơn đến nhóm 143 và anh Hiền và chị Phước đã hỗ trợ kinh phí cho em để phát những phần quà vào ngày rằm tháng 10 đến bà con ha. Thì video của em giờ sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp anh chị và các bạn vào những video tiếp theo ha. Em chào anh chị nha. Anh Hương chào khán giả anh Hương ơi.